Xin chào các bạn, mình là Khánh Carom. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật nổ chúng. Hai trường hợp là thứ nhất là con băng, trái chỗ trái cây dây con băng thì cái điểm trúng là đường phân giác của cái góc vàng trắng đỏ. Thì mình sẽ đánh vào cao cơ và mình đẩy vào điểm trúng phân giác. Trường hợp thứ hai là hở băng. Hở băng thì mình sẽ đánh điểm chạm nó sẽ dày hơn. Nó dày hơn về phía bên này của trái, dày hơn một cái đầu cơ so với trái BKJ và cũng cao cơ đẩy. Chúc bạn thành công.